kính chào quý vị, chào đón quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca. Khung giờ quen thuộc quý vị vẫn nhớ, đó chính là 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện và chúng ta đang đến với đêm chung kết của chương trình Tuyệt đỉnh song ca. Thưa quý vị, trước khi đến với phần thi tài của những cặp đôi trong đêm nay, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón những vị giám khảo của chương trình. Xin được chào đón nữ ca sĩ Cẩm Ly cùng với giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Minh Vy. Thưa quý vị, đây chính là cặp đôi của chúng ta trong ngày hôm nay. Có một tin muốn chia sẻ với anh chị, đó chính là cặp đôi giám khảo còn lại của chúng ta. Ngày hôm nay thì bận đi lưu diễn cho nên là chưa kịp đáp máy bay đến trường quay. Mình phải lên lịch là mình biết giờ giấc, mình không có thể nào mà mình đi nhận một cái show khác như vậy rồi mình đến trễ vậy, không được, không chấp nhận phạt, được. Đúng không chị? Phạt. Em nghĩ là phạt. Mà phải phạt nặng nữa. Và một tràng pháo tay để chào đón cặp đôi ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy. Trước hết chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cặp đôi đầu tiên sẽ xuất hiện trong chương trình. Cả hai đã quyết định đặt hàng nhạc sĩ trẻ Hưng Ca Cao viết một ca khúc riêng mới toanh, chưa thể hiện trên sân khấu lần nào, ca khúc Tình Đầu Lấp Lá. Đường về nhà hôm nay sắp qua vội vã, cái nụ cười của ai trông quen nhá, trộm nhìn đằng xa không nhớ ra. Oh oh, điểm dừng chân em đi nhanh quá, chẳng hiểu vì sao anh thiết tha, giống người từng thương từ lấp lá, đích thị là em anh nhận ra. Có phải là giấc mơ, là giấc mơ kỷ niệm thời thơ ấu, có phải là ánh trăng là ý thơ để được gặp lại nhau, thế mà đành lãng quên chẳng nhớ tên, dù gọi nhau yêu dấu biết chừng nào nhớ ra để nói lên những nghĩ suy trong lòng. La 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 la, thấy cuộc đời vui quá. La 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 la, tình ngày lung tung quá. La 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 la, bao ngày qua nơi đâu. La 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 la, ôi chúng ta đã. Hôm nay xa quá à, từng nhịp xe đi luôn vội vã, cái nụ cười của ai trong căn nhà, trộm nhìn đằng xa không nhớ ra. Điểm dừng chân em đi nhanh quá à, chẳng hiểu vì sao anh thiết tha, giống người từng thương từ lấp lá, đích thị là em anh nhận ra. Có phải là giấc mơ, là giấc mơ, là giấc mơ. La 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 la, thấy cuộc đời vui quá, thế mà đành lãng quên, chẳng nhớ tên, chẳng nhớ tên. La 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 la, kim nhảy lung tung quá. Ôi tình đầu lấp lá, ôi thời gian sao chóng qua. Mấy ngày nào còn đó, bạn đã gần tới 30 tuổi xa, còn không dám mở lời. Chắc vì em đã nhớ tới thằng cô hay trở trời. Ô ngày xưa, mọi gói bìm bìm, anh một gói, em một gói, ăn mà đôi mắt lim dim. Anh đã đắm chìm và nụ cười không giống ai, và anh thường bảo với mẹ rằng em giống bé Xuân Mai. La 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 la, thế cuộc đời vui quá. La 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 la, tìm ngày lúc tình quá. Xin chúc mừng cặp đôi đầu tiên của chúng ta. Xin mời hai bạn đến lại sân khấu. Cảm ơn các bạn. Chúng ta vào lớp được rồi ạ. Dạ, chúng cháu chào các cô chú ạ. Các cô chú chào các bạn nhỏ. Tuyệt vời quá thưa quý vị. Không ngờ đây chính là cặp đôi đầu tiên của chúng ta. Hóa ra cái tin đồn mà trễ show lưu diễn là do cả hai muốn giấu mặt để xuất hiện cho tiết mục này. Đề nghị hai em thí sinh nghiêm túc em ơi. Mình tập trung nghe ban giám khảo nhận xét rồi mình đứng lên đây ạ. Vâng.
Thì bây giờ tôi xin phép mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Cô chào hai cháu. Hai bộ đồ rất là dễ thương, rất là bắt mắt, rất là xịt tin ha. Mấy nữ á thì bé rất là tin, bé rất là dễ thương. Nhưng mà khi mà cô Ly nhìn qua cái bé Nam á, cô Ly hơi bị bất ngờ một tí xíu. Tại vì á, bé cũng rất là tin. Nhưng mà bé có râu mắt kỳ kỳ á. Bé có râu mắt kỳ kỳ á. Cháu rất mong là ban giám khảo sẽ tập trung vào phần chuyên môn ạ. Chứ nhận xét về râu của cháu, cháu hơi mắc cỡ lắm mà. Cô Ly ấn tượng nhất là cái phần đọc rap của bạn Nam. Bắn rap hơi đỉnh đó nha. Bắn rap hay quá. Và cái động tác mà ấn tượng, mà tự tin, mà chắc chắn trong các bước nhảy của bạn Nam này, đó là cuối câu đọc rap bạn Nam dứt điểm một cái câu, cái tay rất là mạnh, tay chân rất là đều, vô khớp luôn. Cái câu, cái đó, chỗ đó là rất là đẹp. Anh đã đắm chìm vào nụ cười không giống ai. Và anh thường bảo với mẹ rằng em giống bé xung quanh. Cái đó thì rất là tự tin. Hơn là cái đoạn mà chúng ta cùng mà nhúng chân xoay vòng tròn thì bé hơi giống robot tí xíu. Thì nhận xét để cho bạn Nam càng ngày càng một tiến bộ hơn. Tại vì mình có nghe đồn là tương lai bạn ấy sẽ ra rất là nhiều MV. Chính xác. Bạn sẽ debut. Debut. Nếu mà được biết đâu tương lai chúng ta ra mỗi tháng một cái MV chẳng hạn. Và tương lai nữa bạn sẽ có một bạn diễn mới, một bạn hát cùng với nhau mới nữa. Rất đặc biệt. Anh đã ký hợp đồng độc quyền với em rồi mà phải không? Nghe nói vậy. Chắc chắn là tôi không có ra MV tiếp tục đâu. Tôi mong là ca sĩ Hiền Thục sẽ hiểu cho cái điều này. Không phải bởi vì tôi chảnh hay khó khăn gì, nhưng tôi tự ý thức được bản thân mình. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho tiết mục mở màn của đêm chung kết ngày hôm nay của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục. Hai bé lại tiếp tục đi học tiếp. Rồi. Thưa quý vị, hãy dành một chút thời gian cho họ biến hình và chúng ta sẽ cùng gặp lại giám khảo sau ít phút nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị thân mến, ở đêm thứ hai thì các cặp đôi của chúng ta sẽ kết hợp cùng với nghệ sĩ nổi tiếng. Tổng điểm của cả hai đêm thi, chúng ta sẽ biết được rằng cặp đôi nào của chúng ta sẽ trở thành quán quân của tuyệt đỉnh Song Ca. Và ngay bây giờ, xin giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục. Wow, thưa quý vị, tông đỏ rực rỡ. Mời hai anh chị về chỗ ạ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị có mặt tại chương trình tuyệt đỉnh Song Ca ngày hôm nay là đại diện của nhà sản xuất Sen Vàng. Đơn vị đã luôn đồng hành và mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng và có sự đầu tư quy mô, trong đó có tuyệt đỉnh Song Ca. Xin được giới thiệu tổng giám đốc của công ty Sen Vàng, chị Phạm Kim Dung. Tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi Khắc Tùng và Chắc Long. Có nhớ về anh, bỏ cha bỏ mẹ sau đầm, bỏ con đò nhỏ có anh đợi chờ. Thương mong đến ngày bạc đầu, bao lần ước hẹn bên cầu gặp nhau. Em ơi em đẹp làm sao, hôm nào em vắng lòng nào nào buồn. Anh buồn ai biết anh buồn, anh buồn anh ngậm chiều buông u hoài. Từ ngày chim hôn cánh bay dèn sông chiều xuống ngóng ai bên cầu, bên cầu, bên cầu ngóng đây mình ngủ chưa.
ruộng nắng cằn khô. Mừng ơn xuân khuya nuôi mẹ em nào một câu than thơ thương lắm chỉ có mình thôi. Lời ru Khắc Tùng, chúc mừng Trắc Long. Xin gửi lời cảm ơn đến Vũ đoàn Sắc Màu
và các bạn đã lựa chọn những bộ đồ rất màu sắc để thể hiện rất là cảm xúc trong cái tiết mục Thương Lắm Mình Ơi và Bên Cầu Ngó Mong. Giới thiệu đến quý vị, đây là giọng hát của nữ ca sĩ Hà Vân, một trong những giọng hát dân ca rất là ngọt ngào, được khán giả rất yêu mến à. Cho phép Hà Vân xin được gửi lời chào trân trọng đến quý ban giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả. Thực sự ngày hôm nay Hà Vân rất là vui, rất là vinh hạnh khi được hỗ trợ phần thi cho hai bạn. Thì Hà Vân cũng muốn chia sẻ đến với hai bạn, qua cái cuộc thi mình có được rất là nhiều cái kinh nghiệm. Quan trọng là cái động lực để mình bước vào cái con đường ca hát được tự tin hơn. Cảm ơn Hà Vân rất nhiều. Tụi em hát rất là hòa quyện. Tùng bị chút xíu cái lỗi thôi. Anh ghi đây nè: mình ơi thương lắm, hay thêm cái chữ ơ cho tôi chi vậy? Mình ơi thương lắm. Phá cách. Đúng không? Cái đó là không phải, không phải là khóa cách. Lúc đó ảnh máu, ảnh máu nên những gì tập ảnh buông. Long. Dạ. Dạ. Gì khóc vậy? Chuẩn bị nói khóc nữa. Có khóc không? Khỏi nói. Dạ không, em không có khóc nữa. Ok. Không có khóc nữa. Thiệt sự cái bài Bên Cầu Ngó Mong em hát hay quá, hay dữ luôn. Em cảm ơn anh. Xin gửi lời cảm ơn đến Hà Vân. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Thì ra là qua bao đoạn trường, bây giờ là cô ba mới thực sự xuất hiện đó ha. Cái cô mà tình người không phụ đi phụ tình ta đó, cô đó dữ dằn lắm. Nói về cái bài này thì toàn là những lời khen mà thôi. Tụi em có trang phục đẹp, hình tượng đẹp, biểu diễn cũng đẹp, đầu tư lại hoành tráng nữa, màu sắc rất là kiểu nó rất là hài hòa. Và với mình là con trai đó, mình là đàn ông cho nên là mình rất là chịu khó làm nền cho cái nhân vật chính là cô ba nổi lên, và nó làm cho cái bài hát này, cái tiết mục này nó trở nên hoàn hảo vô cùng luôn. Chị thích nha. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chia sẻ của Hiền Thục. Xin mời anh Nam. Tiết mục này nó không có nhiều kịch tính, cũng không có những cái câu chuyện uẩn khúc hay là những mất mát bi thương như những tiết mục trước, đúng không? Một cái sự thăng hoa thôi. Mình trọn vẹn cho một cái phần hát và trình diễn, gọi là một bức tranh của cảm xúc. Từng người vẽ nên cái chân dung của chính mình rất là đẹp và hoàn mỹ. Trước đây Khắc Tùng giống như là một cái chỗ dựa của Jack Long vậy đó. Đến những cái vòng chung kết này rồi thì Jack Long một mình đã có thể cân tự cho chính mình và làm tròn vai của mình. Giờ anh nghĩ là Jack Long đã có thể tự hào về chính em và cái hành trình này của em. Một lần nữa chị lại dành cái lời khen cho Jack Long. Em cảm ơn chị. Trong suốt một cuộc thi, chị thấy được một thí sinh mà đi từng bậc mỗi ngày mà tiến bộ. Thực sự trong lòng chị rất là vui. Cho nên khi mà chị nghe đó, chị cũng rất là thích, chị rất là hân phấn và chị rất là, phải dùng từ là chị cảm thấy hạnh phúc. Không những một tiết mục, nói sao ta, nó đẹp mà nó hay, nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng mà nó ngọt ngào, nó đầy đủ hết. Cảm ơn chia sẻ của các anh chị. Lần nữa xin được chúc mừng Khắc Tùng và Jack Long, các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn các bạn. Em xin cảm ơn ban giám khảo. Đêm dần trôi mình em lẻ loi, nhớ về anh, về bao ước mơ nồng nàn, từng cảm xúc đang miên man. Em đã biết rằng anh có một ai, riêng mình em chờ đợi những tháng ngày dài mà tình này vẫn không. Vẫn muốn nói lòng yêu anh.
lâu, nhưng chỉ thêm quặn đau cứ mãi u sầu. Từng khoảnh khắc trôi qua mau. Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một chút, mà em lại thấy yêu là trái tim này vỡ vụn. Dù chỉ là một câu nói, dù chỉ là một phút giây mong manh lặng trôi, dù chỉ là một ánh mắt cũng khiến cho tâm hồn em nhớ nhung khôn nguôi. Dù chỉ là một mơ ước, được một lần anh nói vì chúng ta vừa đến với ca khúc Dù Chỉ Là Một Sáng Tác của nhạc sĩ Khắc Hưng với phần thể hiện của Xuân Nhi, Ngọc Anh và đặc biệt là phần trợ diễn của nữ ca sĩ Phương Vi. Quý vị đang cùng đến với top 3 Hoa hậu của năm nay ạ. À. Đây là giây phút công bố Á hậu 2 và Á hậu 1. Cảm ơn Phương Vi. À, Vi có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc khi mà bạn làm khách mời của đêm chung kết này được không? À, đúng như lời của anh Khang nói là cái ngày đầu tiên mà hai bạn tới tập thì mình thấy tôi chết rồi, không lẽ hôm nay mình hát chung với hoa hậu quá trời, sao hai cô nào cũng đẹp hết vậy. Nhưng mà khi họ cất tiếng hát lên thì thật sự là cái nét đẹp của họ lẫn cái nét đẹp trong tiếng hát của họ, nó phải nói là nó cộng hưởng, nó tạo thành một cái áp lực cho Vi rất là lớn. Nhưng mà rất là vui khi ngày hôm nay được đứng trên sân khấu cùng với hai giọng ca đẹp của mình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tràng pháo tay lần cho ca sĩ Phương Vi. Cảm ơn Phương Vi. Đẹp quá Vi ơi, đẹp quá, xinh quá. Xinh quá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị trong ban giám khảo. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thục. Ôi chết rồi các con ơi. Thôi không nói nữa, mắt không nói nữa, khóc nữa. Nói đi. Anh có một cái băn khoăn. Tuần trước thì mình cũng là đẹp, vẫn là hai chiếc đầm dạ hội rất lộng lẫy và nhẹ nhàng hát du dương. Vòng này mình cũng như vậy, anh Nam cũng có trộn nghĩ rằng là nó đang không có sự khác biệt của hai em cho từng vòng với từng tiết mục riêng. Chưa thực sự là một cái bước tiến, dù là anh thấy hai em cũng đều rất là cố gắng để thể hiện cái ca khúc này với cách chơi, để phô diễn giọng hát, để mà lên cao trào á.
nó bị, anh có cảm giác nó bị căng quá. Đúng là con dao hai lưỡi, nếu như mình không khéo hoặc là sức khỏe của mình không ổn, hoặc là trong một cái tinh thần nó không được thoải mái như những cái lần vào chơi trong những vòng trước, chắc chắn nó sẽ tạo một cái áp lực rất lớn. Hình như tụi em bị áp lực đêm chung kết. Mà này, anh lên tông hai lần, bản gốc chỉ có một lần thôi, để cho mỗi bạn đều có một cái chất riêng, một cái thể hiện riêng. Nhưng mà có vẻ như Nhi hôm nay con bị hơi áp lực. Áp lực từ cái bài trước, con kéo qua cái này, nên con thiếu cái tự tin bạn bình thường của con. Còn các bạn kia được khen từ đầu rồi, bây giờ thấy mặt tươi hớn hở. Con rất là đẹp. Và có cái đoạn mà mặt trăng bay lên rất là đẹp anh. Ở đằng sau background nó có những cái mặt trăng bay lên, giống như là hai cô tiên đang ở thiên đàng vậy đó. Trong cuộc thi này thì chị nghĩ là tới cái vòng này mình cũng đã có một số kinh nghiệm, sự nghiệp của mình còn dài. Cảm ơn hai đứa đã đến với cuộc thi này để mà có những trải nghiệm, những cái thử thách với bản thân mình. Cảm ơn chị ạ. Đẹp quá à, hôm nay xinh quá à. Cảm ơn hai đứa rất xin nhiều. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, xin cảm ơn. Người đi vui với một người biết chẳng muốn.
Nhân đây tôi xin đố ca sĩ Hiền Thục, ai là người thứ ba trong câu chuyện này? Anh. Em á, em là người thứ ba đó. Anh thấy chưa? Mấy hôm ấy tôi đi về vậy. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Khu Huy Vũ, quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng. Lời đầu tiên thì cho phép Khu Huy Vũ gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo đáng yêu của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca và tất cả quý vị khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca nha. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. 5 năm trước Vũ vinh dự khi mà được làm một thí sinh của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Không nghĩ là mình sẽ được cái ngôi vị quán quân đâu. Rất là nhiều cảm xúc luôn mọi người. Bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về. Cũng chia sẻ thật với em luôn, cái chuyện này chưa có nói với ai hết. Là anh là chuyên trị vai phụ. Đáng lý là anh Minh Vy gọi cho anh cái cuộc này là anh là cái người trong cái bài hát thay em đó chứ. Anh là cái người diễn này luôn. Hát là đi qua đi lại luôn. Mà đợt này anh bận quá nên thôi. Anh nghĩ đây là một cái cơ hội để em rất tuyệt vời để tỏa sáng trên sân khấu này. Em làm rất tốt, quá hay. Một tràng pháo tay cho Khu Huy Vũ ạ. Để em được gặp gỡ gia đình từ đỉnh Song Ca. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn em. Vâng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho cặp đôi này. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Khi mà tụi em hát, tụi em diễn ngọt ngào như kẹo vậy á. Đặc biệt á là Trâm á, em rất là dịu dàng. Và kể cả từng cái nắm tay, cái kéo tay của em nó cũng rất là dễ thương. Lâu lắm rồi Thục mới được nghe bài Chuyện Ba Người của anh Quốc Dũng. Cái bài này nó gắn liền với những cái năm tháng tuổi thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tôi thì có một tuổi thơ chắc là nó dữ dội hơn hay sao á, mà hồi nhỏ tôi không hề thích bài này. Ôi. Và tôi nghe bài hát này là tôi cứ băn khoăn là ủa ba người rồi ba người sao mà cứ đi tới đi lui vậy. Đó.
Nhưng mà dĩ nhiên sau này thì tôi xin khẳng định là tôi vẫn thích bài hát này. Hai em với là Khu Hiếu Vũ diễn cái bài này rất là dễ thương. Minh Trâm anh Nam cho điểm 10 trong tiết mục này với những cái trạng thái tâm lý, cảm xúc. Nhưng mà thích Minh Trâm bao nhiêu thì bắt đầu Hoàng Thắng anh Nam rất là bất bình luôn. Bất bình vì là một cái người tình của mình, xong sau đó thì lại có một cái anh chàng tặng cái bông hoa, thì sau đó Hoàng Thắng cũng cảm thấy bình thường, dửng dưng, cũng chẳng quan tâm. À vậy là không yêu mấy đâu em ơi. Phải không ta? Có yêu không? Không. Hay là anh chàng này kiểu phớt lờ? Đúng rồi. Ở đây có ghi là khi ảnh biết cô ấy có một người thứ ba đó, cái dáng đi của ảnh á thất thểu. Không phải, bất cần. À bất cần hả? Ở đây gần ghi là ghi bất cần á. Quan tâm. Không, quan nếu tâm như vậy thì làm ra cái nét mặt bất cần luôn. Ừ. Không cần luôn. Còn đây ánh mắt thì thể hiện nhìn cặp đôi này, nhưng mà anh không biết là cái ánh nhìn đó nó thể hiện điều gì nữa. Em phải có thể cái nhận thức rõ là cái bài biết nói gì đây. Em phải đặt vào một cái tâm trạng giống như bài Chuyện Ba Người, là không phải em kể chuyện mà em đang ở trong nhân vật đó. Và trong cái tinh thần, cái tiết tấu của bài biết nói gì đây, nó không có phải là ủ dột. Trong cái tinh thần em xìu là cái bài hát và cái giọng hát của em ra nó cũng xìu luôn. Và em không có diễn gì hết thì nó hơi bị tiếc thôi, chứ tụi không phải là tụi em bị sai cái gì. Hôm nay chị hơi bất ngờ với Thắng bài Chuyện Ba Người. Hôm nay Thắng hát bài đó, những cái chất giọng hay cái những gì em phát ra nó đều và nó đầy và nó tốt. Qua cuộc thi này chị nghĩ là em nên học hỏi nhiều thêm. Hát thì bữa nay em khá, nhưng em cộng thêm cái phần đó nữa thì nó sẽ hoàn hảo cái tiết mục của mình hơn. Có lời khen cho Thắng trong bài hát Chuyện Ba Người rất là tốt. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoàng Thắng và Minh Trâm. Các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn các bạn. Trời một dòng nghiêng soi
còn đâu đây tiếng gió cửa phi mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa đi non sao tiếng nhạc kêu chiều buồn xưa phương nam thiếu bạc theo thủy chiều dấu đại hoa thân cầm dòng tố qua bao cuộc bể dâu mãi lên cho đời Thủy và cảm ơn nam ca sĩ Quốc Đại. Cảm ơn bộ đoàn Sắc Màu. Quốc Đại mãi đỉnh, đỉnh, đỉnh. Quốc Đại mãi đỉnh. Ôi, em thích anh dễ sợ. Trước hết thì Quốc Đại xin được gửi lời chào đến ban giám khảo và khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Thật sự là cảm ơn Đại và tụi em phải cảm ơn Đại rất nhiều. Cái sự mà cái trong cái giọng hát của ảnh, cái chất của ảnh á, nó cũng làm cho tụi em cuốn theo và nó có sự hào hùng, là một sự kết hợp hoàn hảo. Ôi trời. Sao vậy? Không lẽ em đứng anh ngồi kỳ. Đứng ngồi xuống giùm em. Anh đứng lên để anh cảm ơn em. Em cũng đứng ké luôn. Ngồi xuống. Cái tiêu chí đầu tiên của anh mashup này là cho hai cái bạn ở phương xa này làm sao phải có một bài nổi tiếng của miền Bắc và một bài nổi tiếng của miền Nam. Đó là bài toán rất nhức đầu của anh. Rất nhức đầu. Bài phối này trước tiên tôi xin cảm ơn là người em của tôi đã cùng tôi hòa âm lên cái bài này, nhạc sĩ Duệ Hùng. Cái bài này nó thể hiện được nhiều cái khía cạnh văn hóa dân gian của cả miền Bắc. Ngay cả cái câu đầu là một câu ru, câu trù hay văn gì đó mà kết hợp được cái hò Đồng Tháp của người miền Nam. Thục có nghe được cái đầu không? Dạ. Rồi ở giữa lại kết hợp hai bài này thì anh nghĩ là đây là một cái hành trình của hai đứa, hai bạn thí sinh ngoài Bắc vào đây có được một sự kết hợp với anh Đại, nhan sắc tương đối đẹp, giọng hát đẹp cùng với hai đứa nha. Rồi xin cảm ơn anh Quốc Đại lần nữa. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thùng. Dạ, phải nói đây là một cái tiết mục đầu tiên mà xem không rời mắt từ đầu tới cuối, không rời mắt một giây nào luôn. Có nhiều khi mình chỉ cần nghe một câu hát miêu tả về vẻ đẹp của quê hương thôi là mình đã rơi nước mắt rồi. Mà cái đó là chính là cái tình cảm của Thục lúc nãy khi mà coi cái tiết mục biểu diễn này. Nó khiến cho rung động toàn bộ cơ thể.
Mà Thục nghĩ rằng là không phải chỉ riêng một mình chị Hiền Thục, mà còn cả một cái khán phòng này nữa, ai cũng vậy, chung một cái tâm tình. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của nữ ca sĩ Hiền Thục. Mời anh Nam ạ. Đối với hai bạn như Quỳnh với Phương Thủy, lúc các em hát, diễn hay là bè cho nhau, tất cả những phần đó thì đều các em đều làm tròn cả. Đó, cho nên anh thấy giống như hai chị em gọi là đầu lòng hai ả tố Nga vậy đó. Đó, ở đây nó có đầy đủ hết chất dân gian Bắc Bộ, với những cảnh tình mà ở đó nó có gọi là cái sự hào hùng linh thiêng của miền Bắc, và ở phía Nam thì là một cái sự hào sản hồn hậu, một cái gì đó mênh mông bát ngát. Tất cả hai cái dòng nước đó, sông Hồng và sông Cửu Long, hòa lại với nhau tạo nên những cái cuộn trào gọi là về mặt cảm xúc. Bây giờ một lần nữa xin được chúc mừng Phương Thủy cùng với là Như Quỳnh. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca mùa thứ tư. Và đây là lúc quan trọng nhất, phần công bố kết quả. Nhưng trước khi đến với kết quả ngôi vị quán quân của mùa thứ tư này, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã làm việc rất là vất vả, công tâm và minh bạch trong suốt thời gian vừa qua. Chính vì vậy chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến các anh chị. Xin phép được mời bốn vị giám khảo lên sân khấu để nhận cúp lưu niệm từ chương trình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời ca sĩ Hiền Thục, xin mời ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi, trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện nhà sản xuất công ty Sen Vàng, tổng giám đốc công ty Sen Vàng chị Phạm Kim Dung sẽ lên trao kỷ niệm chương cho các vị trong ban giám khảo, trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn chị Phạm Kim Dung rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, bây giờ đây chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu cặp đôi Xuân Nhi, Ngọc Anh, Hoàng Thắng, Minh Trâm, Chắc Long, Khắc Tùng và Như Quỳnh, Phương Thủy. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, cuộc thi chỉ là một hành trình ngắn. Hành trình dài vẫn còn đang ở phía trước sau cuộc thi này. Và điều quan trọng là mỗi một người phải đặt ra cho mình một cái chiến lược, một cái sự nỗ lực phấn đấu để chúng ta trở thành những chiến binh mạnh nhất khi mà chúng ta đi trên con đường của chính mình. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố kết quả đồng giải ba. Chúng ta sẽ có một giải quán quân, một á quân và hai giải ba. Giải ba đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng, đó chính là cặp đôi. Đây là hai bạn thí sinh nữ. Xin được chúc mừng cặp đôi đạt được giải ba, đó là Xuân Nhi và Ngọc Anh. Cảm ơn các bạn. Và cặp đôi giải ba tiếp theo của chúng ta trong đêm nay. Hoàng Thắng và Minh Trâm, xin chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sẽ trao kỷ niệm chương hoa cùng với phần thưởng dành cho các bạn sẽ là giải thưởng 25 triệu đồng dành cho mỗi cặp đôi. Và chúng tôi xin được mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục. Xin trân trọng kính mời. Một tràng tay để chúc mừng cặp đôi đồng giải ba Xuân Nhi Ngọc Anh và Hoàng Thắng Minh Trâm. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam và giám khảo Hiền Thục. Chúng ta còn hai cặp đôi, đó là Khắc Tùng, Chắc Long, Như Quỳnh, Phương Thủy. Thưa quý vị, đây là hai cặp đôi mà đã mang đến rất nhiều cái cảm xúc thông qua phần dàn dựng của mình. Và rất nhiều những tiết mục của các bạn ấy đã chạm đến trái tim của ban giám khảo. Và ban giám khảo cũng xin chia sẻ một điều là số điểm dành cho các cặp đôi ở vị trí quán quân và á quân của chúng ta không chênh lệch là bao nhiêu cả. Một con số rất là nhỏ. Quán quân của chúng ta là một cặp đôi mặc áo dài. Chúng tôi xin được chúc mừng quán quân của tuyệt đỉnh song ca mùa thứ tư, đó chính là Như Quỳnh và Phương Thủy. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy cặp đôi đạt á quân của chúng ta đó chính là Khắc Tùng và Chắc Long. Xin được mời lên trao cho giải á quân.
Xin mời nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly sẽ trao giải cho Khắc Tùng và Chắc Long. Bây giờ chúng ta sẽ trao cho giải nhì Khắc Tùng và Chắc Long. Giải thưởng dành cho các bạn sẽ là 50 triệu đồng. Một tràng pháo tay để dành chúc mừng cho Khắc Tùng và Chắc Long. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện cho nhà sản xuất Sen Vàng, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, chị Phạm Kim Dung sẽ trao giải cho đôi bạn thân thiết của chúng ta, Như Quỳnh, Phương Thủy, hai cô gái rất tài năng, đầy đủ bản lĩnh, đam mê và nghị lực. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn sẽ nhận được giải thưởng 100 triệu đồng. Như vậy, hành trình của Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ tư của chúng ta đã đi đến với hành trình rất ấn tượng thông qua phần dàn dựng của những tiết mục rất hay và chạm đầy cảm xúc. Lần nữa, chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Bạc thực hiện. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Tôi là Nguyễn Khang. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.